Mới đây, nguyên mẫu bán tải Forerunner 2022 phiên bản Wildtrak đã bị bắt gặp khi chạy thử tại Việt Nam. Nguyên mẫu chạy thử được che chắn thiết kế cẩn thận ở phần đầu xe và phía sau. Theo đánh giá sơ bộ ngoại thất, nguyên mẫu chạy thử nghiệm là Forerunner Wildtrak 2 lít biturbo 2 cầu. Đây là phiên bản cao cấp định vị chỉ sau Wrangler Raptor. Sau khi chạy thử, Forerunner 2022 sẽ sớm được ra mắt tại thị trường Việt, dự kiến là giữa năm nay. Theo tìm hiểu, Forerunner 2022 thế hệ mới sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước. Hồi cuối tháng 3 vừa qua, Forerunner 2022 đã được ra mắt tại Thái Lan với tổng cộng 2 phiên bản Sport và Wildtrak. Forerunner 2022 phiên bản Wildtrak tại Thái Lan được bán ra tổng cộng 4 phiên bản, trong đó phiên bản 2 lít biturbo cao cấp nhất có giá bán 885 triệu. Có thể nói, tại Việt Nam mức giá xe Forerunner 2022 phiên bản 2 lít biturbo sẽ không quá cao so với giá hiện tại là 937 triệu. Về động cơ, Forerunner 2022 không bao gồm Wrangler Raptor, tại Việt Nam sẽ được cung cấp hai loại động cơ dầu 4 kỳ lanh 2 lít tăng áp đơn, cho công suất tối đa 168 mã lực và mô men xoắn cực đại 405 Nm. Sử dụng kết hợp hộp số sàn, hoặc tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau hoặc hai cầu. Ở phiên bản Forerunner, Wildtrak 2022 sử dụng động cơ dầu 2 lít tăng áp đơn biturbo, cho công suất 210 mã lực và mô men xoắn cực đại 500 Nm, sử dụng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động cầu sau hoặc hai cầu. Nội thất Forerunner 2022 thế hệ mới tại Việt Nam hứa hẹn sẽ được trang bị màn hình giải trí trung tâm đặt dọc kích thước 12 inch, hệ thống ra lệnh bằng giọng nói sinh 4, màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số, nâng cấp phanh tay điện tử và các chế độ lái được chuyển sang điều khiển bằng núm xoay. Forerunner 2022 thế hệ mới thêm nhiều tiện ích hỗ trợ lái như hệ thống hỗ trợ 24/24, hệ thống sạc điện thoại không dây, hệ thống phanh tay điện. Ngoài ra, xe còn có một camera quan sát xung quanh 360 độ để hiển thị những gì xung quanh xe, và hơn nữa, xe cộ XX.